Xin chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thành Quyền xin phép quay trở lại gửi đến quý vị một số những cái thông tin xung quanh đến câu chuyện sóng gió gia tộc. Đặc biệt là một trong những cái nội dung về cái anh nhạc sĩ Tuấn Quang vừa mới lên tiếng xung quanh câu chuyện của mẹ con cô Sáu. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì một cái thông tin cũng khá là nóng khi mình được biết rằng mới đây thì Bích Trâm cũng đã chính thức săn lùng Lê Tính rồi, tìm đến tận nhà người thân, bởi vì đơn cử rằng là không biết khứa Lê Tính này đang ở đâu cả nhà. Tới tận nhà hỏi thăm nhưng mà chẳng ai biết, người thân quen, gia đình người thân chẳng ai biết khứa Lê Tính này ở đâu, rất là lạ lùng. Trước đó thì mình thấy rằng là anh này ảnh khi mà anh về Việt Nam đó, anh tuyên bố hùng hổ lắm, nào là thí mạng cùi, nào là cho đến là hẹn hò, rồi đem đòi lôi luôn cả gia đình của người ta ra, đặc biệt là ba mẹ của nghệ sĩ Linh Tý đó, lôi ra hùng hổ tuyên bố ghê gớm lắm, nào là cho cuộc hẹn gặp gỡ cái này cái kia đủ thứ trò. Nhưng mà mình thấy rất là làm lạ, tại sao mà anh này khứa này về Việt Nam mà không đến thăm gia đình bà con của mình ở Việt Nam. Ví dụ như cô chú anh chị thấy cái này dễ hiểu là khi mà mình lâu lâu mình về Việt Nam được lần đó, thì còn những người thân quen ở Việt Nam thì mình cũng đến thăm, đúng không cả nhà? Đặc điều đặc biệt đó là đòi hẹn hò người ta, nhưng mà cái địa chỉ của mình thì nói chung là mai ở này mốt ở kia, có nghĩa là không ở cụ thể một chỗ đó cô chú anh chị, không ở một chỗ đó. Riêng mình thì mình thấy rằng cái việc mà liên quan đến Bích Trâm đó cô chú anh chị cũng khá là bức xúc khi mà mang cả gia đình ba mẹ của Linh Tý ra để mà nói rất là nhiều thứ, mặc dù chúng ta biết rồi. Về phía nghệ sĩ Linh Tâm cũng đâu có lên tiếng gì đâu cô chú anh chị, còn Linh Lê Tính thì cho rằng là Bích Trâm và Linh Tý đó thì tấn công mẹ của nghệ sĩ Tú Vũ Linh rồi con của Phương Lê gì đó thì cái điều này mình đã từng chia sẻ rồi. Nếu mà con của Phương Lê đó thì Phương Lê lên tiếng, mắc gì Lê Tính này lên tiếng. Nếu mà mẹ của Vũ Lưng thì tại sao Vũ Lưng không ra mặt, mắc gì Lê Tính này ra mặt? Có phải là đã thừa nhận là nhận tiền của hai anh chị kia, hay là được thuê mướn hai anh chị kia, hay là mối quan hệ như thế nào để mà tấn công gia đình ta hay chưa? Nếu mà họ nói rằng là bản thân Linh Tý Bích Trâm đã vi phạm pháp luật về cái câu chuyện mà mang gia đình người không quen ra, không có liên can lôi vào drama, thì bản thân ngày hôm nay những cái kẻ như là Lê Tính đó thì cũng chẳng khác gì cái câu chuyện mà họ đã tự vả vào mồm mình khi mà cũng lôi những cái người không liên quan vào. Còn cái vấn đề Bích Trâm Linh Tý có tấn công hay không thì chẳng có ai nghe và chẳng ai biết. Họ không có lôi cái câu chuyện mà con cái, bằng chứng nào để lôi gần con cái của Phương Lê, Vũ Lưng, mẹ của Vũ Lưng gì đó vào cuộc, thưa quý vị. Nhưng mà Lê Tính thì lôi gọi là bà ba mẹ của Linh Tý thì thấy quá rõ ràng, ai cũng thấy cái điều đó thôi cô chú anh chị. Mình nghĩ rằng á thì về phía Bích Trâm và Linh Tý nên bình tĩnh, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc rõ ràng. Lê Tính này mặc dù là có quốc tịch Mỹ nhưng cũng là quốc tịch Việt Nam, cũng không có thể nào gọi là tự do tự tác trên không gian mạng. Hơn nữa là mang cái danh nghệ sĩ đó lên trên mạng thì tôi nói danh Lê Tính nó có bộ quy tắc ứng xử hết trơn, chẳng có khứa nghệ sĩ nào, mình nói là thằng luôn đó, chẳng có thằng nghệ sĩ nào mà nó dơ dáy bẩn thỉu nhanh cả. Đó là chính là cái lý do mà tại sao mà người dân khán giả đó người ta gọi là không gọi anh là nghệ sĩ nữa. Anh nói là tước đi cái quyền được danh xưng nghệ sĩ, tôi đã đổi bằng xương máu, nhưng mà anh có quý trọng nó đâu? Đó phải anh mang danh là nghệ sĩ thì anh phải có là lên trên mạng hay anh xuất hiện đó thì anh phải giữ được cái danh tiếng của mình, hình ảnh của mình. Đằng này anh lên trên mạng gọi là anh lôi gia đình gọi là của người ta lên chửi lộn y chang như một thằng gọi là bá dơ, thằng youtuber dơ, thì người ta gọi là không gọi anh là nghệ sĩ, đúng rồi. Khứa hề Lê Tính là quá đúng của chú anh chị. Mình thì mình gọi thẳng tên là thích thì kiện, thưa quý vị. Mình nghĩ rằng Linh Tý Bích Trâm nên bình tĩnh về câu chuyện này, nên nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, bởi vì chúng ta thấy rằng gặp mặt thì chưa chắc thì gặp được đâu, nó vỏ mồm thôi, lên mạng hù dọa đe dọa này kia, là tìm tới nhà này kia kia nọ, nhưng trên thực tế cô chú anh chị thấy rồi đó, chung một phe mà nói những thám tử cao, chung phe mà tụi này nó trốn chui trốn nhủi ha, giáp mặt gọi là giáp mặt để mà ba mặt một lời, nó không giờ nó dám đâu.
Bởi vì nếu như là sự thật thì chẳng có gì phải sợ, đúng không cả nhà? Giáp mặt thì giáp mặt, gì đâu phải sợ. Ai ăn thịt ăn cá gì, đúng không cả nhà? Nhưng mà không phải là sự thật thì tụi này nó rất là sợ hãi để mà nói được cái câu chuyện gọi là giáp mặt. Làm sao mà dám của chú anh chị? Cho nên là nếu mà để gọi là mất bình tĩnh thì mình nghĩ rằng là Bích Trâm và Linh Tý nên giữ lại cái bình tĩnh của mình, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để mà can thiệp khứa lê tính này, nếu vẫn còn tiếp tục tấn công dữ dội vào những người không liên can, đặc biệt là những người lớn như là nghệ sĩ Linh Tâm, như là ba mẹ của Linh Tý. Cả nhà coi, quay trở lại với cái nội dung liên quan đến nhạc sĩ Tấn Quang. Nhạc sĩ Tấn Quang vừa mới lên tiếng, được cô cháu gái chia sẻ rầm rộ trên trang cá nhân Facebook của mình, với cái nội dung như sau nè cả nhà. Tôi không quan tâm chuyện gia đình Phượng, không ai có quyền phán xét gia đình người khác vì không gia đình nào trọn vẹn. Anh nói anh không quan tâm bởi vì không có ai có quyền phán xét gia đình khác, bởi vì không có ai gia đình được trọn vẹn cả. Tôi chỉ nói về âm nhạc. Phải nói là Phượng hát nhạc của tôi đúng ý tôi nhất. Phượng là đứa em tôi trên chục năm, hát nhạc của tôi bao nhiêu bài, có bài mới là tôi đưa nó hát trước. Có thời gian tôi bị chửi, nói tôi phe này phe kia. Xin nói lại, Phượng không sai với tôi chuyện gì, và tôi không hùa theo số đông. Tôi chỉ đứng trên phương diện âm nhạc, ca sĩ và nhạc sĩ, đúng hay sai không nói. Tôi chỉ quan tâm giọng Phượng hợp bài hát của tôi, thế thôi. Tôi sẽ viết thêm ca khúc yêu thương yêu người đã có chồng dành cho riêng tôi. Xin hết. Nói chung thì anh thì anh ca nhạc sĩ Tấn Quang này đó, khi mà anh lên tiếng như vậy thì mình không hiểu rằng là lý do mà anh lên tiếng là gì của chú anh chị. Thì cái câu chuyện mà người thương kẻ ghét trên không gian mạng là cái điều bình thường, ai tham gia mạng xã hội đều biết cái điều đó, thưa quý vị. Và những cái ồn ào drama thì ai cũng biết. Và cái việc mà anh ủng hộ Hồng Phượng hay viết nhạc cho Hồng Phượng đó, mình thấy rằng cũng không ai quan tâm hết trơn cả nhà. Không ai quan tâm và nói gì cả. Thậm chí là có nhiều bài hát người ta chỉ hát thôi, nhưng mà thậm chí không biết cái tên anh Tấn Quang này là ai. Cái điều đó là cái điều mình thấy rất là rõ. Mặc dù theo cá nhân của mình nha, thì mình cũng có biết được vài bài cũng khá là nổi tiếng của anh này viết. Ví dụ như là những cái khúc như là Hồng Nha, thưa quý vị. Thì để mà nói về những cái lời này được cho là binh vực đó, thì mình thấy rằng chưa hẳn là binh vực, chưa hẳn là binh vực. Nhưng mà mình thắc mắc đó, một chỗ đó là cái câu chuyện mà tự dưng anh lại lên tiếng, rồi cô cháu gái lại chia sẻ trên tab cộng đồng, thì nó có lợi hay là có hại? Điều này là quan trọng ở chỗ này nè cả nhà. Khi mà cô cháu gái vẫn đang nhận lại một cái sự gọi là cộng đồng mạng đang rất là đặt ra những cái vấn đề, cái sự quay trở lại nó thẳng ra là bị tẩy chay đó. Thẳng ra là bị tẩy chay đó. Thì việc mà cái bản thân anh này anh ấy ủng hộ hay không ủng hộ thì là cái quyền của ảnh rồi. Nhưng mà mắc gì phải lên tiếng như vậy để cho mọi người biết là anh nói rằng anh không có theo phe. Nhưng mà bài viết này khi mà anh viết lên rồi anh được cô cháu gái chia sẻ thì chẳng khác gì anh tự thừa nhận rằng là mình đang binh vực của cháu gái cả. Đây là tự chuốc họa vào thân. Cái điều đầu tiên là không ai ép, mà cũng đâu có ai ép anh buộc anh phải nói ra những cái lời này, đúng không chú anh chị? Anh cứ âm thầm anh viết nhạc, anh sáng tác, anh là nhạc sĩ thì anh muốn cho ai hát là cái chuyện của anh, đúng không cả nhà? Bản thân anh này thừa biết khi mình viết ra những cái lời này trên mạng xã hội, trên Facebook cá nhân thì tất nhiên sẽ nhận lại rất là nhiều những cái kiến trái chiều. Thì việc gì mình phải mang lại cái sự gọi là bức xúc của khán giả. Khác gì anh công khai anh gọi là khiêu chiến với khán giả đâu, chưa cả nhà. Cái việc anh giữ trong lòng của anh yêu thương ai, anh viết nhạc, anh đưa ai hát, không có ai nói gì anh cả, đúng không cô chú anh chị? Đâu có quyền đâu mà nói điều đó. Ai phù hợp đưa hát thôi, thậm chí ai có tiền mua cho hát, ví dụ là như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện để đây với rằng anh nói ra ở đây là đó là không có ai quyền phán xét gia đình người khác vì không gia đình nào được trọn vẹn. Nói chung là những cái câu từ anh này viết đúng hết trơn á, nhưng mà sai thời điểm rất là rõ ràng. Nghĩa là cái thời điểm này là rõ ràng bản thân anh nếu như không muốn vướng vào ồn ào và không muốn mọi người nhắc đến
thì không nên viết những cái lời này ra, bởi vì anh có quyền anh giữ trong lòng cái câu chuyện, anh giữ trong lòng của anh yêu thương ai, anh muốn gọi là cho ai hát, anh muốn sáng tác và chụp bài anh cho Hồng Phượng hát cũng không ai nói gì hết, đúng không cả nhà? Nhưng cái việc mà anh tự đâm đầu vào rọ như thế này để cho cả cộng đồng mạng biết anh, à, cũng muốn nhắc đến tên tuổi của anh, mình nghĩ là một phần anh này cũng muốn gọi là mọi người được nhắc tên, muốn mọi người nhắc đến tên, cho nên là mới lên tiếng rồi để cho cô cháu gái chia sẻ lên trang cá nhân của mình là mục đích là cái gì, là được mọi người nhắc tên, biết đến cái tên nhạc sĩ Tấn Quang. Ở đây thì có bao nhiêu người biết đến tên nhạc sĩ Tấn Quang đó cô chú anh chị, thì để lại bình luận comment nha. Bản thân Thanh Nguyên thì cũng hay rất là thích nghe nhạc bolero và cũng được biết tên của anh này qua những cái ca khúc, nhưng mình nghĩ rằng nhiều khán giả sẽ không được biết, không biết đến, mặc dù nghe đó nhưng mà không biết đến là bài này do ai sáng tác đâu, đúng không cả nhà? Cho nên thì mình cũng nghĩ rằng là cái câu chuyện của anh nhạc sĩ này thì anh cũng muốn nhảy vào drama để mà nhiều người nhắc đến thôi, chứ cái việc mà yêu thương hay là không yêu thương gì đó là quyền của anh, viết nhạc anh cho ai hát là tùy cái câu chuyện của anh, đâu có ai nói đâu. Nhưng mà hôm nay thì anh tự công khai lại ông tôi ở bữa này, tôi ở đây nè. Thì một lần nữa thì mình nghĩ rằng anh này sẽ tiếp tục gặp những cái gắt gối. Cái chuyện mà binh vực ai, yêu thương ai, quan điểm cá nhân mỗi người khác nhau đó, và cũng không có cái vấn đề ép buộc ở đây. Nhưng mà đó, cái câu chuyện mà anh lên anh tự xưng như vậy, đó chính là tiên chiến với khán giả, tiên chiến với cộng đồng mạng và xã hội. Rõ ràng một cách gọi là muốn nhắc đến tên tuổi của mình cũng là một, cũng có thể là một cách để mà bi an cái tên của anh, hay là qua những cái bài hát của anh cho mọi người biết đến. Đây là cái điều mà mình nghĩ rằng là cách bi an dễ dàng nhất, được nhiều người nhắc tên nhất, đó chính là tham gia vào những cái câu chuyện rùm xùm này. Nếu như nói rằng là anh không có quan tâm thì rõ ràng là trước giờ đã không quan tâm rồi, thì bây giờ nói làm chi? Có phải là trước giờ thấy mình hơi im hơi lặng tiếng, không ai nhắc đến, thì bây giờ đó tiếp tục lên tiếng để gọi là mọi người nhắc đến hay không? Anh đã thành công trong cái câu chuyện gọi là muốn người ta được nhắc tên. Ngày hôm nay thì bản thân Thanh Nguyên cũng đã nhắc tên anh một lần, khán giả của em thì cũng đã biết anh hết rồi, đúng không anh? Thế nên là lần này chắc chắn anh được nổi tiếng rồi cô chú anh chị. Hơn nữa thì cô cháu gái cô ấy cũng đã share cái bài viết này của anh để chứng minh cái gì? Chứng minh sự mong muốn quay trở lại, và nó cho gần cho mọi người thấy rằng tôi con đường rất là nhiều người được người yêu thương, tôi được bầu show mời đi hát. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái show tại Đồng Dao vừa qua có thành công hay không? Thưa quý vị, show Đồng Dao vừa qua đó, ngày 28 tháng 9 đó, thì không biết cô chú anh chị có xem cái show Đồng Dao, có để ý đến cái show Đồng Dao này hay không? Mấy bữa đài thì Thanh Nguyên gọi là cũng không có chú tâm lắm, tại vì theo cái câu chuyện của show Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà mình có thấy trên Facebook sau khi trình diễn tại Đồng Dao xong thì cô cháu gái đó có viết như thế này. Cô cháu gái của con của cô Sáu đó cả nhà, thì có viết rằng là bị rối loạn tiền đình mà bị lờn thuốc ngủ nữa, nói chung là tình hình khá là căng thẳng, rồi nói chung là đưa mang ra những cái nỗi buồn rất là ghê gớm. Nếu như mà show nhạc đêm diễn thành công thì cô chú anh chị nghĩ rằng họ có tràn đầy tâm sự vậy hay không? Chúng ta nhìn những cái dòng trạng thái, những cái hoạt động của cô cháu gái thì chúng ta đủ hiểu rằng cái show đêm diễn Đồng Dao vừa qua đã có thành công hay không rồi. Như mình đã chia sẻ rồi, vé từng 1.8 triệu còn phải sụt xuống và mấy trăm ngàn như vậy, với những cái tên tuổi mà ai cũng thấy rằng chẳng có tên tuổi gì cả, của riêng cô cháu gái là lớn rồi mà vé lên đến gọi là 1 triệu, hơn 1 triệu, thì rõ ràng chỉ có những người gia đình người ta đến xem thôi, đúng không cả nhà? Cho nên là cái câu chuyện mà ngày hôm nay tự nhiên xuất hiện cái anh nhạc sĩ này anh trồi lên thì tất nhiên rồi là muốn mọi người nhắc đến tên, và mình nghĩ rằng tiếp tục có một cái anh nhạc sĩ ảnh lại thành công trong cái công tác gọi là PR bản thân rồi, đó chính là muốn mọi người nhắc đến, nhưng sẽ là một cái hơi hướng tiêu cực dành cho anh, thậm chí là nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh sau này, rồi cho đến những bài hát ca khúc nữa. Có lẽ là anh cảm thấy đó là bình thường, có thể là anh cảm thấy là tốt, là thành công trong cái công cuộc PR. Mình chỉ nghĩ đánh giá đơn giản thôi, chứ không có cái lý do gì mà ngay thời điểm này tự dưng anh lại lên tiếng để gọi là mọi người tràn vào tấn công anh cả, thưa quý vị. Và cái việc mà anh bị khán giả lên án tấn công đó cũng chỉ là cái quyền của khán giả thôi, họ cảm thấy yêu thích,
họ mến người nào, và tự nhiên thì thấy xuất hiện những cái người binh vực lại một cách gọi là bất chấp đến như vậy, không nhìn ra cái gọi là cái sai, cho rằng cái câu chuyện gia đình. Thưa quý vị, một người nghệ sĩ đó, đừng nói rằng là câu chuyện cá nhân riêng gia đình gì cả, một người nghệ sĩ đã là một người nổi tiếng thì phải chấp nhận tất cả những cái sự soi mói của khán giả, của cộng đồng mạng. Họ phải có một cái lối sống từ cuộc sống cá nhân cho đến gia đình nó có đạo đức thì mới được mọi người yêu mến. Thưa quý vị, chứ không phải anh có tài năng, anh có giọng hát, anh có tài rồi á, gia đình của anh sống ở đời gia đình của anh, ví dụ như ca sĩ thì bạo lực gia đình, còn cái lối sống của người nghệ sĩ nữ thì lại gọi là bê tha ngoại tình chẳng hạn, thì đâu có được, xã hội phải lên án không cô chú anh chị? Cho nên nói rằng cái câu chuyện ngày hôm nay, vấn đề tranh giành tài sản liên quan đến câu chuyện này đó, thì nó không phải còn riêng cái câu chuyện gia đình nữa, mà nó liên quan đến một cái hình ảnh, một con người gọi là một cái đạo đức thật sự, một đạo đức của một người nghệ sĩ mà công chúng họ cần, khán giả họ cần, khán giả họ nhìn vào, chứ không phải riêng cá nhân như là bản thân một số các anh chị gọi là lên tiếng nói câu chuyện riêng gia đình của người ta không quan tâm, không có quyền này kia khác. Không phải đâu cô chú anh chị, khán giả, những người yêu thương, nếu như họ là những người bình thường, không phải là những người nổi tiếng thì khác. Nhưng đằng này đó, gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một người nổi tiếng, và người ta đó quan tâm, yêu thương, hâm mộ, người ta mến mộ từ đầu cái câu chuyện này, từ khi mà biết cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó là cái tài, và thậm chí cả là cái đức, cái sự khiêm tốn, sự tôn trọng người khác, có tài có đức, khiêm tốn tôn trọng, chúng ta thấy rất là rõ điều đó đã từ trước đến bây giờ rồi. Nhưng mà bỗng nhiên lại xuất hiện một cái câu chuyện, nó lại gọi là tranh giành tài sản và ép buộc, ép kiểu như là sống ép con gái của cố nghệ sĩ như vậy, thì người ta buộc phải lên án thôi. Mẹ con cô Sáu cũng là nghệ sĩ, cũng là người nổi tiếng, và người nghệ sĩ người ta cần gì? Cần tài và đức, đúng không cả nhà? Cho nên để nói rằng cái câu chuyện này đó là một câu chuyện gia đình và nó không liên quan đến khán giả, cộng đồng mạng, trừ khi họ không phải là gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ở đây quý vị có khán giả có đồng tình với Thanh Quyền trong câu chuyện này hay không? Thưa quý vị, cho nên là ngày hôm nay thì mình thấy rằng cái anh Tấn Quang này đó thì anh lại tiếp tục mang vạ vào mình, tự gọi là quàng dây vào người để cho người ta trói mình lại. Thì không biết rằng cô chú anh chị thì đánh giá như thế nào. Riêng quan điểm của mình thì mình thấy rằng lại thêm xuất hiện một cái nhân vật muốn nổi tiếng nữa rồi, thì anh đã thành công. Thưa quý vị, rồi đó là cái nội dung mà buổi chiều ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cái bữa nay thì cũng bận một số những cái thông tin liên quan gì với cô Nguyễn Phương Hằng, cho nên là không có cập nhật cái thông tin liên quan đến sóng gió gia tộc. Kể từ ngày hôm nay Thanh Quyền cũng sẽ cố gắng quay trở lại để gửi đến quý vị nhiều hơn những cái thông tin liên quan đến sóng gió gia tộc, nhà cổ nghệ sĩ Tu Linh. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.